Thứ nhất là tập tạ nặng, và thứ hai tập cường độ cao với Apollo, và phần thứ ba là chúng ta cardio phục hồi cơ thể, đó là Lean Body nâng cao của Duy Nguyễn nha các bạn. Lean Body, nét đẹp bất tử theo thời gian, trường tồn cùng năm tháng. Niềm kiêu hãnh của streamer danh nhân bụng sáu múi. Duy Nguyễn Luxury Home Gym. Chào mừng các bạn đến với ngày Let Day của Duy Nguyễn tại VIP Luxury Home Gym. Một chữ nhất đời gym, body danh vọng thành công. Cái chương trình quay ghi hình ngày hôm nay sẽ chia thành 3-4 cục. Thứ nhất là tập tạ nặng với cái khung freeway, và thứ hai tập cường độ cao với Apollo. Chưa bao giờ các bạn thấy Duy Nguyễn tập Apollo chân đúng không? Để dành cho ngày hôm nay. Và phần thứ ba là chúng ta cardio phục hồi cơ thể, đó là Lean Body nâng cao của Duy Nguyễn nha các bạn. Vậy thì nâng cao ở chỗ nào? Nâng cao ở chỗ là ở cái này mình sẽ thực hiện 3 bài khá là nặng. Thứ nhất là bài squat, thứ hai là bài Roman deadlift, thứ ba là bài Smith machine calf raise. Xong rồi qua bên kia mình cũng chơi 3 bài cường độ rất là cao, đó là leg press, leg curl, leg extension. Riêng ở bài leg curl và leg extension như vậy thực hiện FST7. Và tiếp tục qua cardio. Cardio thì có thể là thực hiện những máy quen thuộc thôi, nó không có gì mới lạ, nhưng mà cái cardio là cái phần nó khá là quan trọng sau buổi tập tại giáo án Lean Body. Đúng, em nói chính xác, leo thang, nhưng mà tại vì bố cục ở đây á là có home gym nó không có leo thang, mình chơi leo thang mình hắc quá. Mà leo cầu thang phải leo tới lầu 3, lầu 4 mới có leo thang, nó hơi mình né bài leo thang ở trong cái bán này. Mình sẽ tập bài khác. Rồi bây giờ là Duy sẽ khởi động nha các bạn. Khởi động là 20kg. Ủa nhỏ này nhỏ nào, giới thiệu đi. Nãy giờ đứng bỏ quên em rồi. Con biết đâu Khati sẽ hỗ trợ anh Duy tập luyện. Vô anh. Khởi động thôi, đừng khởi động đứng ngoài đi. Chưa có tạ mà làm cho sâu. Hơi. Dạ trước mặt. Trời ơi. Hơi. 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 Đếm trời. Hơi. Hey!
Rồi bây giờ chúng ta sẽ tập trung cường độ cao trên máy Apollo 7.4 với bài Flat Fresh. Cái bài này nhìn vậy thôi chứ nó vô ác đạn lắm bạn. Tập phải đúng cái thật nha. 1, 2, 3 Đẩy ra. Rồi. Tự nhiên đang bẻ không? Nó mẻ luôn, xét luôn hết trơn vậy. Dùng gót đạp mạnh lên nha các bạn. Này vô nè. Khi lửa ra cháy rồi tôi sung lắm. Vậy là khóa khớp nha. Đừng có dày đó, vậy mới đúng. Đúng chuẩn. Thu, thu lo, vô lộn. Thu tạ. Ok. Wow, let's go. FST7. Thật ra là đá trúng em á. Chậm thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah!
phút đắm say ngắt ngay từng hơi thở. Chuyện tình nào cũng có lúc dịu êm, ta bên nào anh nghiêng tay về bên đó. Như đời này anh chỉ hướng về em, tay nắm chặt cần cơ và tận hưởng, mắt nhắm nhìn theo mạch mau nóng trào dần. Biến đam mê hoài bão tràn che che, vượt qua khó khăn vì tương lai ngời sáng. Tay vừa xong yêu em bằng tất cả, ngược căn phòng theo điều nhạc hôm nay. Giọt mồ hôi trên khóe mắt anh cày, không khóa khớp khẽ chạm phút mê ly. Chăn chu vương uy nghi đầy sức mạnh, để bằng em trong khi trời sẽ lạnh. Ấm môi hồng ấm bụi tập cô đơn. Thôi em ơi, uống súp đi rồi tắm rửa giặt giũ về đi ngủ đi. Nha, đây em pha cho em Luyên mua đi. Luyên body vị dâu. Ít nước thôi đúng không? Lấy cái bình nước kìa, nó để trong chảnh kìa. Tí mà chạy về ngoài đường gặp thằng nào nó đi theo á thì kêu nó tới đóng tiền TH7 tập đó nha. Nha, 3 năm nha. Nói chung anh bảo đó thôi, em bảo được gì em bảo. Mệt quá. Đây. Anh hiện nào cũng phải 2 muỗng. Đúng liều rồi. Em giờ em vô cái vỏ của anh, em lấy cái Libo Steamry á. Libo Steamry 6 á, cái vỏ đỏ á. Giờ nào cũng quên uống cái đó. Giảm mỡ đi. Kệ nó, phải duy trì giảm. Em nói là anh mất tập trung, đổ ngoài hết mấy gram protein. 3 gram. Không, nó uống viên. Từ lắc cái đã. 100%. Ui em có 50 thôi. Vô. Đúng không? Duyên. Rồi tạm biệt mọi người. Cơm no rượu say tập đã rồi, cà đưa cũng phê rồi, uống súp cũng xịn sò rồi nha các bạn. Giờ đường ai nó đi. Về nhà các bạn nhớ cầm tiền tới BVT ngay khi ngủ có thể. Hãy đến Tho Chim quận 7 thì trụ đẳng cấp nhất của Duy Nguyễn nha các bạn. Chào. Bye bye. Bye bye. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.